cất lên 5% mà nó vẫn của nó. Rồi rồi rồi. Đang quay cái này cho nó đang ăn cỏ này, ghi ghi âm mà ơi đẹp, nhìn cái gà lợn ăn cỏ này thích đi. Anh em nào cần tìm mua lợn giống thì liên hệ trên cái phần mô tả ở dưới nhé. Ví dụ như đàn này nó hơi nhỏ chưa bán được này. Đấy, sọc dưa này. Đấy. Còn ví dụ như đàn này là có thể bán được rồi này. Đấy. Nếu mà như con như thế này là nó đã đạt được khoảng 6 cân, 5 cân, 6 cân. Thì giống thì từ 5 cân đến 8 cân là chúng ta có thể tách mẹ bán được rồi. Thì giá thì theo thị trường nó sẽ dao động khoảng từ 1,5 triệu trên dưới một chút. Anh em nào có nhu cầu mà mua giống chuẩn thì cứ liên hệ trực tiếp. Đấy. Thực tế là có rất nhiều những con lái đấy, nhà rất là nhiều những con lái nhé. Đấy, đây bác ông anh đấy, mõm dài, các bạn nhìn rõ mõm chưa, mõm rất dài luôn. Mình zoom lại một chút cho các bạn xem. Còn cái độ thuần chủng ép bao nhiêu hay là như thế nào thì các bạn nhìn thì các bạn có thể biết được cái mức độ như nào. Đấy. Nuôi là ở đất đấy, hoang dã đấy, cỏ dã đấy. Mà này là lạc thịt bì luôn. Các bạn nếu mà các bạn mua giống hoặc là mua lợn đực hay mua lợn mẹ giống lợn như thế này, các bạn liên hệ là 0989177982 tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy. Nếu lợn con thì có thể cho vào thùng chuyển được, còn nếu mà các bạn đến được tận nơi là tốt. Những con như này thì các bạn có thể cho khoảng 2 con vào một thùng được, một con một thùng được. Thì cỏ, nhá cỏ rất hay. Lợn rừng. Còn cái giá mà lợn thịt để cho anh em giết mổ trong cái đầu năm để liên hoan thì nó sẽ dao động từ 101 đến 102, tùy vào cái độ ngon, độ lạc của nó. Đấy, tùy vào cái độ thời điểm. Các bạn để ở Ba Vì này thì có rất nhiều người chăn cái giống lợn này. Đấy. Nó cũng là nguồn tận dụng những cái cỏ hoa và những cái nguồn thức ăn như là nước phở hay là những cái đồ ăn của cơ quan trường học được tận dụng để cho nó ăn. Và một chút cám ngô. Đấy. Tuyệt đối là không dùng cám cỏ như các bạn nhé. Có những con lạc thịt bì như là thịt ấy luôn, như là thịt dê luôn. Rồi, chia sẻ những cái hình ảnh như này để các bạn biết là cái giống lợn, để các bạn mua lợn giống. Sọc dưa, lợn rừng, đàn này đẻ mấy con? 7 con. 7 con. Anh em nào mua lợn giống rừng liên hệ nhá. Đẩy lên YouTube, đầy người, người ta có nhu cầu, người ta cũng chả biết mua ở đâu. Đây là lợn giống lợn rừng tại Ba Vì nhá. Đấy. Bên kia cũng một đàn. Sắp đẻ, có lợn con này, sọc dưa.
Đang này nhỉnh hơn đúng không? Đẹp thế. Lọc dưa. Thank you.